Chào.
Thank you.
Thank you.
nhiên cô mong muốn là các em sẽ bớt chút một chút thời gian nữa để cô sẽ nhận xét nhanh về cái hội thi của chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, để tổ chức được hội thi văn nghệ chào mừng 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam thì hội thi này đã được các thầy cô giáo, các và phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh đã lựa chọn đầu tư rất là chu đáo, từ công tập luyện, từ trang phục và đã làm nên được thành công của hội thi chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam ngày hôm nay. Và đây chính là cái món quà ý nghĩa nhất mà các em học sinh dành tặng cho các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong quá trình diễn ra hội thi thì ở tất cả các tiết mục, 17 tiết mục, các em diễn viên mặc dù là diễn viên không chuyên, tuy nhiên các em rất là tự tin, chững chạc để còn mềm dẻo để biểu diễn. Và kết quả hội thi chúng ta đến giờ này thì chúng ta đã thành công tốt đẹp. Và sau hội thi, không phải hội thi đến đây là dừng lại, và sau hội thi này thì đề nghị giáo viên chủ nhiệm cùng với các em sẽ tiếp tục tập luyện để các thầy cô sẽ lựa chọn các em biểu diễn vào các cái hoạt động, các cái phong trào xuyên suốt trong cả năm học, chứ không phải hội thi đến đây là dừng lại. Và trong cái quá trình tổ chức hội thi, mặc dù đã xây dựng kế hoạch, xây dựng kịch bản và dự trù các đấu giải, tuy nhiên thì hội thi của chúng ta diễn ra quá thành công so với sức tưởng tượng của các cô, cho nên trong cái phần trao giải cũng có một số cái vấn đề là thay đổi hơn so với cái kế hoạch, tức là các thầy cô đã chủ động là tăng giải nhất, tăng giải nhì lên để hội thi trao giải cho các em. Đó là cái phần thưởng, đó là món quà mà các cô cũng dành tặng lại cho các em nhân cái ngày của chúng ta. Và một lần nữa cô xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh có một ngày lễ thật ý nghĩa, vui vẻ và hạnh phúc. Tiếp theo thì xin mời cô Kim Anh sẽ đưa lên cái phần tổ chức trao giải cho các em.